Ok, xin chào anh em, rất vui vì gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Đạt Lê, anh em Nguyễn Văn Tuấn, anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Vũ Trần, anh em Duy Bùi, anh em Hải Anh, anh em Ngô Thanh Sang, anh em Long Nguyễn, anh em Khuynh Vũ và cuối cùng là anh em Bùi Dũng đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em hàng tháng để ủng hộ tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, video clip ngày hôm nay tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em Phạm Tuấn Minh. Anh em Phạm Tuấn Minh có mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ 6 Hunter kết hợp với 4 cá và 6 Aegis. Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm bộ đấy anh em nhé. Và trước khi đến với yêu cầu của anh em Phạm Tuấn Minh thì tôi có một chút tâm sự gửi đến anh em Trần Mạnh. Anh em Trần Mạnh là một trong những anh em mà đã đạt được cái huy hiệu 1 năm ở trên kênh. Và anh em Trần Mạnh cũng đã có mong muốn là tôi sẽ làm một cái line up siêu đẻ đấy, để làm cái video tri ân anh em Trần Mạnh. Thì cái tin nhắn của anh em Trần Mạnh, cái comment của anh em Trần Mạnh gửi đến tôi đấy, yêu cầu tôi mong muốn là sẽ làm cái bộ siêu đẻ đấy, là tôi cũng đã nhận được rồi. Và tôi cũng đã phản hồi rồi. Tôi đã phản hồi anh em là ok, hãy đợi tôi đấy, trong cái thời gian sắp tới là tôi sẽ làm cái bộ đó. Thì thú thật với anh em là tôi cũng đã làm cái bộ đấy rồi. Tôi đã bắt tay vào sản xuất video clip để coi như là tri ân anh em Trần Mạnh rồi. Tuy nhiên là cái lineup siêu đẻ nó có một cái vấn đề ở trong cái meta mới. Đấy là trong meta mới cái con Siren là một cái con mà nó khắc chế, nó gọi là thiên địch với cái bộ siêu đẻ anh em ạ. Chính vì thế là trong cái quá trình mà sản xuất video của anh em Trần Mạnh thì tôi chưa có một cái top 1 nào cả để tôi có thể up lên. Đấy, đấy chính là cái lý do tại làm sao mà đến bây giờ vẫn chưa có bất cứ một clip siêu đẻ nào từ cái hồi mà anh em yêu cầu đấy. Đấy là chưa có. Lý do là bởi vì meta này cái con Siren ấy nó quá mạnh anh em ạ. Và nếu mà anh em chưa biết ấy thì cái con Siren nó là thiên địch của tất cả những cái thể loại siêu đẻ. Trong cái thời điểm hiện tại ấy, cái skill của con Siren nó có 3 khả năng cơ anh em ạ, chứ không phải là 2 như các anh em nghĩ đâu. Cái khả năng đầu tiên là cái khả năng hóa đá thì anh em đều biết rồi, nó từ rất lâu rồi. Đấy, và nó có thêm cái khả năng mới, đấy chính là bắn lan. Đây là một cái khả năng mà có thể là clear được những cái bộ siêu đẻ rất là nhanh. Đấy, nhưng mà chưa hết đâu anh em, nó còn một cái khả năng nữa mà anh em không để ý. Đó chính là cái khả năng tiêu diệt ngay tất cả những cái đơn vị triệu hồi có ở trên bàn cờ. Anh em không biết đúng không? Đó, rất là nguy hiểm luôn. Khi mà cái skill đá nó tung ra ấy, cũng là cái lúc mà những cái con triệu hồi nó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Những cái con triệu hồi mà trước khi mà Medusa ấy tung skill ấy thì nó sẽ bị tiêu diệt. Còn những cái con triệu hồi mà nó xuất hiện sau khi cái con Medusa nó tung skill ấy thì là nó sẽ không bị tiêu diệt nha anh em nhá. Thì anh em có thể là đọc kỹ lại cái skill của con Medusa, anh em sẽ thấy nó rất là kinh khủng khiếp khi mà nó counter vào cái bộ đó. Chính vì thế nên là thời điểm hiện tại nhà nhà Medusa, người người Medusa. Đấy, rất nhiều người chơi cái con đó làm co. Và chưa tính đến cái bộ 6 cá nó cũng clear rất là khỏe. Vì vậy nên là tôi cũng chưa có được một cái top 1 nào cả. Top 2 tôi cũng chưa có đâu. Tôi đánh thì được mấy cái trận top 3, nhưng mà tôi nghĩ là top 3 thì lên clip thì nó không hay, nên là thôi tôi bỏ. Đấy, hiện tại thì tôi vẫn đang rất là coi như là cố gắng để có thể ra clip phục vụ anh em Trần Mạnh sớm nhất có thể nha anh em nhá. Thực ra là tôi cũng nghĩ là tôi sẽ đợi để update ấy. Sau update khi mà nó cân bằng lại cái sức mạnh thì tôi chơi cái bộ đấy. Nhưng không anh em ạ. Đúng là gọi là nó gọi là gì? Tiếng sét ngang tai luôn khi mà tôi nhận ra là nó sắp tung cái skin mới của cái bộ Hunter. Và chắc chắn rồi. Khi mà nó tung một phát 3 skin của bộ Hunter thì tôi nghĩ là cái meta mà sử dụng con Medu ấy nó sẽ còn kéo dài mãi mãi anh em ạ. Chính vì thế là chắc là tôi cũng phải cố gắng để tôi làm thôi, chứ còn tôi cũng chả đợi được update cân bằng ở đâu. Bởi vì hiện tại là còn lâu là mới xong được cái meta này anh em ạ. Rất nhiều người là bây giờ vẫn đang chơi cái con Medu làm co. Thế nên là nó khó, nên là anh em thông cảm. Nó sẽ phải là mất một khoảng thời gian nha anh em nhá. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể để nó có thể là đạt được ít nhất là top 2 nha anh em nhá. Rồi. Và nhân tiện cái chia sẻ của tôi với anh em Trần Mạnh thì tôi cũng chia sẻ với các anh em luôn. Đấy là các anh em mà yêu cầu tôi chơi những cái bộ dễ ấy, thì cái khả năng mà anh em được làm sớm theo yêu cầu ấy nó là rất dễ.
Đấy, còn các anh em mà yêu cầu khó quá ấy, thì khả năng xếp sau nó là đương nhiên. Đấy, bởi vì là tôi thì cứ dễ hay làm trước thôi, khó hay làm sau anh em nhá. Tôi lấy ví dụ như ngày hôm nay, anh em Phạm Tuấn Minh có yêu cầu một cái bộ line up mà phải nói là cực kỳ mạnh, rất dễ chơi, khỏe. Chúng ta sẽ đến với cái clip ngày hôm nay theo yêu cầu của anh em Phạm Tuấn Minh. Đấy, và phải nói thật với anh em là cái line up mà 6 Hunter ấy kết hợp với 6 Aegir Seed thì phải nói là nó rất khỏe. Nếu mà không muốn nói là nó là khỏe nhất trong các thể loại Hunter. Khi mà tôi giật tít, chắc là tôi cũng phải để cái tiêu đề là quên cái bộ 6 Hunter 6 cá đi. Đây mới chính là cái line up mạnh nhất. Đấy. Đây nha anh em nhá, đây mới chính là line up mạnh nhất. Nếu mà so sánh mà đánh đôi công ấy, 9 Hunter nó không có cửa gì ăn được luôn. Chứ đừng có nói đến cái bộ 6 Hunter kết hợp với cả 6 cá. Cái bộ đấy không ăn thua, bởi vì làm sao, đứng xa bắn thì có sợ gì cá đâu. Chưa kể là có 4 cá ở trong đội hình rồi, có khả năng kháng phép anh em ạ. Ồ, ui rồi, thế gặp hai thằng mạnh nhất rồi à? Ừ, được đấy nhở, hay quá. Rồi, thế thì ấm rồi anh em, tầm này là ấm rồi đấy. Tôi lại gặp hai thằng mạnh nhất rồi, còn những cái thằng còn lại thì khá là yếu, đúng không? Rồi. Cái bộ mà 6 Aegir Seed kết hợp với cả 6 Hunter ấy, muốn kích hoạt được thêm cái bộ 4 cá thì là anh em sẽ phải dùng Wizard nha anh em nhá. Nó sẽ phải chơi fake chứ nó không chơi hàng lưu đâu. Nhưng mà công nhận cái bộ đấy nó công thủ, nó toàn diện thật. Mặc dù là không có lổ đam đến từ cá nhưng mà nó lại có 4 cá, nó có khả năng là giảm sát thương đến 90%. Rất căng. Khỏe đấy. Ngày trước cái ví dụ như là cái bộ Aegir Seed cá đấy nhá, nó chỉ cần một cái con quả bom thôi, nó đặt thôi ở trong cái bộ ví dụ Goblin chẳng hạn, bom nó lổ thôi thì chết hết. Nhưng mà bây giờ khác, bây giờ giảm tới 90% sát thương, nên là 3 giây đầu vô tư luôn. Đấy, bom cứ lổ trong vòng 3 giây đầu là vô tư, chả đáng bao nhiêu máu đâu, mất có một chút xíu thôi. Đấy, nó rất khỏe. Những cái skill kiểu như dạng như là bom hay máy bay ấy, bây giờ nó không thành vấn đề nữa rồi. Thậm chí là cả Dash Sprint thả ra vô tư, trong vòng khoảng 9 giây thì nó vẫn là vô tư. Đến cái lúc mà nó vỡ hết cái tầng phụ âm đi rồi ấy, thì nó vẫn có thể là ít nhất là giảm 30% sát thương được. Nên là nó vẫn là rất là khỏe, rất trâu luôn. Chưa kể là có 3 khống chế, khi mà kẹp cái kiểu dạng như thế có 3 khống chế luôn, mà là 3 cái khống chế mạnh nhất trong game nhé. Đấy, thế nên là tôi mới nói là cái bộ đấy nó cũng là một trong những cái bộ đánh siêu lết đấy anh em ạ. Đam to nhá, trâu nhá, mà lại khống chế mạnh. Đó chính là 3 yếu tố tạo lên một cái đội hình siêu lết game. Đấy, đánh ở siêu lết game là phải khống chế mạnh là đầu tiên, sau đó đến đam to, rồi là đến trâu. Ở đây cái bộ 6 Aegir Seed nó vừa trâu mà nó lại còn cù nhây nữa. Khi mà nó chết ấy, nó lại không chết. Đấy, nó lại còn thêm 4,5 giây bắn nữa. Rất là kinh dị luôn. Ù, vậy đài gấu 2 rồi kìa. Vừa lờ Tuấn Cơm thôi thua luôn. Trời ơi, có con gấu 2 còn kêu ạ. Dã man thật sự. Tôi chưa thấy ai có một cái con gấu 2 sao ở round thứ 9 mà người đấy kêu là thua. Ảo lòi. Chỉ cần một cái con bit nữa thôi là anh em kích hoạt được 4 bit rồi. Cực kỳ mạnh luôn, gấu 2 sao. Vớ vẩn gặp tôi cắt cái chuỗi này luôn. Cứ ngồi đấy mà kêu với than ạ. Dã man thật sự. Không yếu tí nào luôn, thậm chí là còn đang là mạnh nhất ở trên bàn cờ đấy. Tôi hy vọng là không gặp cái ông Jason kia, quá nguy hiểm luôn. Rồi, Aegir Seed này. Nghe phải giáp thép là hơi phí. Thôi chết rồi, nhầm rồi. Tự nhiên tôi lại thấy cái giáp thép lại hơi phí. ghép nhầm anh em ạ. Tôi cứ ngỡ tôi đang chơi 9 Hunter, chơi bộ này ghép giáp thép phí quá. Bình thường là cái bộ này là không chơi ghép giáp thép đâu. 9 Hunter chơi đâu. Bộ Aegir Seed này tí tách đội hình ra mạnh anh em ạ. Không đứng tụ.
tên là Witcher. Có chơi Witcher không? À, tên là Witcher, chơi Witcher luôn đấy hả? Không biết là chơi Witcher gì đây. Rồi. Thỏ 2 sao. Vẫn chưa có 6 cung. Vẫn thiếu anh em ạ. Bây giờ tôi đang có là 5 cung đúng không? 5 cung thiếu một con. Nếu mà chả may mà gặp beat thì ra sau có ăn được không nhỉ? Này khó. Nhưng mà còn có 18 giây thôi anh em ạ. Chắc ra sau tôi mới roll. Rồi chưa roll nào. Roll kiếm 6 hunter cái đã anh em. Tầm này thôi, round này chúng ta hy vọng là chúng ta chờ đợi một cái đội hình của đối thủ nó yếu yếu một chút để chúng ta có thể thắng round này, giữ được chuỗi. Dù sao cũng lên 7 rồi mà. Ủa, thằng này xài hết tiền này, vãi đái. May quá, vẫn chưa form được Clyde, mới chỉ có 2 Clyde thôi, vẫn ăn được. Hay quá. Rồi, thôi tôi xả tiền luôn đây anh em ơi. Không ăn được đâu. Bây giờ xả tiền thì là cho cái gì vào? Bây giờ nha, có hai con 2 sao Exit à. Ok, thôi xả thôi anh em. Hết tiền cả đã anh em nhá. Đến 2 sao xem nào. Tôi cần 2 sao. Ủa. Chưa tôi nhiều quá rồi. Không ổn. Chưa tôi bắn con gì đây? Tú tú nhá, xem nào. Hay đỏ, bắn con này bớt đi. Chứ tôi không kịp rồi anh em ơi, không kịp rồi. Rao sau mới form được. Ôi giời ơi, gặp ngay cái thằng beat kia. Thôi xong rồi anh em ơi. Súng 2, gấu 2. Ui nhiều 2 sao quá. Đen thế nhờ, trời cho tôi một rao thì có phải là ngon rồi không? Chán thế, làm sao mà ăn được. Ăn được không? Ăn được không? Hay. Gấu hết máu rồi, hay quá. Được không? Ôi giời, nó lại hơi máu. Giời, thừa. Chán thế nhờ. Ui, tí lơ quên mua Hunter ạ. Chán thật sự luôn ấy. Ôi, hết tiền rồi anh em ơi. Chán quá đi mất thôi. Không có cái chán nào mà cái chán này luôn ấy anh em ạ. Đùa chứ, cái round đấy tôi đã phải hết sức cẩn thận nhá. Tôi cực kỳ cẩn thận luôn anh em có thấy không? Tôi cẩn thận đến cái mức độ mà tôi xả hết tiền để tôi form 6 Hunter mà nó ra đúng cái lần roll cuối cùng ở trong cái giây đấy. Không kịp là coi như là chuyển bài anh em ạ. Nó còn có mấy giây nữa. Cay thật đấy, gặp đúng cái thằng mạnh nhất. Wow. Mà tôi lúc nào tôi cũng tin tưởng với trực giác của tôi nha anh em thấy không? Tôi đã bảo là cái trực giác của tôi là cái round sau là khả năng gặp cái thằng đấy y như rằng luôn mà. Đấy, tôi thậm chí tôi còn roll luôn ngay từ những cái giây đầu tiên ở trong cái round đấy luôn. Mà nó đến những cái giây cuối cùng nó toàn cặp thôi anh em ạ. Mà nó lại không coi như là ra được cái con Hunter cuối cùng là con rồng đấy anh em. Cay, đùa. Bây giờ tôi hết tiền rồi này. Cay quá đi mất thôi. Bây giờ hết tiền ấy, thọt quá, chưa Hunter là phải lên 10 đấy anh em. Cái bộ 6 Hunter kết hợp với 6 Exit ấy là đánh ở level 10 ấy nhá, không phải là đánh ở level 9 đâu. Thế nên là nó cũng hơi căng đấy. Ít ra thì cái bộ, ví dụ như bộ 9 Hunter chúng ta có thể chơi được ở level 9. Nhưng cái bộ này phải chơi ở level 10. Tức là phải có chuỗi là phải rơi ở đâu đấy, rơi tầm khoảng sau là 15 mới mất chuỗi. Ít nhất là như thế. Còn không ấy là phải sau round 20 nhá, mất chuỗi thì nó mới chơi, nó mới ấm được. Cái tầm này toàn một sao đã mất chuỗi rồi. Cay thật, rôn chán đời. Thế là súng ra cả cặp từ đời nào rồi anh em ạ. Cặp súng ra từ đầu game rồi mà bây giờ vẫn không lên được luôn. Cay. Mà tôi vẫn phải lên 8 ở cái round này cơ. Nếu không thì đội hình nó cũng sẽ yếu. Đã chơi là phải lên 8 cái 4 Exit luôn. Đấy, lại một lần nữa lại hết tiền. Anh em thấy không? Chơi toàn hết tiền luôn. Còn có 2 đồng này. Lẽ ra nhá, là nếu mà có chuỗi ấy, là bây giờ là tôi cũng đang sơ sơ đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng 30 tiền ở level 8 rồi. Đấy,
nếu mà có chuỗi bài tự ra nhá, còn bài vừa rồi là không ra nên tôi đã phải roll hết tiền và chính vì thế tôi bị thọt. Tôi thọt nhưng mà tôi vẫn form được cái đội hình đấy chuẩn ở level 8 thì tôi vẫn phải lên thôi, tôi vẫn phải đưa lên. Không đưa lên thì yếu. Bắt buộc phải đưa lên. Đấy, gặp những cái thằng như này đấy phải chết không? Thậm chí tôi lên 8 tôi vẫn không thể thắng được cái thằng này luôn. Đùa. Sida thật sự. Ui ôi, nhìn nó đẩy cả. Phải cướp. À ôi, đau, 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 đau. Đau, 12 máu ạ, vãi đài. Hết tiền rồi. Cho thắng một round nào. Nhiều khi ở trong cái trường hợp như này anh em biết là cái điều gì sẽ xảy ra không? Đấy là từ bây giờ trở đi về sau ấy, tôi sẽ đánh chuỗi thua đến chết. Anh em tin không? Nhiều khi là như thế đấy anh em. Cái bộ Hunter này có những cái lúc mà nó rất là ảo ma Calada. Một khi mà mình đánh chuỗi thì không sao, cái chuỗi này nó sẽ giữ được mãi mãi. Nhưng mà đến cái lúc mà mình mất chuỗi mà đánh cái bộ đấy, sau cái round 20 xác định luôn nhá, tù lắm luôn ấy. Không có chuỗi mà không lên được level 9, không được 9 Hunter đủ bộ này, hay là không lên được level 10, không đủ Exorcist này. Ôi, nó bay màu nhanh lắm anh em ạ. Tôi chơi nhiều trận như thế rồi, tôi biết. Tôi biết cái cảm giác đấy. Bộ Hunter này nó mạnh đầu game, cuối game nó hay bị bắt lạt lắm anh em. Căng thẳng thật sự. Ơ, mất chưa hết rồi à các bạn ơi. Thế thì tôi lại ăn được thằng này. Ồ, ăn được. Hay quá. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Vẫn ăn được, vẫn ăn được. Nhưng mà làm thế nào mà để có thể là có 50 tiền để còn up dần lên 10 thì không ai nói. Dã man thật sự. Với những cái con một sao này tôi cũng chỉ trụ được đến round 20 thôi anh em ạ. Không hơn được. Sắp toàn rồi đấy. 4 Exorcist, 6 Hunter. Trận này có con thằng Fallen 2 sao không biết chơi gì luôn. Có nhà chơi mết luôn nhá. Vậy là có nhà chơi beat này, hai nhà chơi beat, một nhà chơi có vẻ như là chơi cái gì Warlock hay chơi cái gì. Khả năng là Warlock. Rồi, có nhà chơi mết. Exorcist thì nó cũng không sợ mết lắm đâu. Nhà đi này. Vãi cứt. Round 18 có nhà đi ạ. Ảo thật đấy. Rồi. Ra rất nhiều nhiều que nhưng mà cái que đấy tôi sẽ không ghép hai cái bát hai cái búa xét đâu. Tôi sẽ để dành để tôi ghép cái hút máu trừ giáp và cái gậy như ý anh em nhá. Thọt tiền quá nhỉ. Giờ chắc phải bám trụ ở level 8. Cho tiền nó tăng lên 50 tiền anh em ạ. Bao giờ mà cái lượng máu của tôi nó dưới 40 thì tôi bắt đầu tôi xả tiền. Phải có tiền đã thì mới làm gì làm. Chứ còn bây giờ mà nói chung ấy là cũng chả làm được gì với cái 14 tiền này đâu. Goblin, vãi đái thật. Giờ này mà vẫn có người chơi Goblin ạ. Khả năng xuống hố là cao. Rồi, súng 2 rồi. Súng 2 đổi đồ cho súng á. 20 tiền. Khó nhỉ. Cái đội hình này bắt đầu sau round 20 ấy, nó bắt đầu mỏng lắm. Bây giờ tiết kiệm tiền ấy, bán bố là con Wing đi. Thay bằng Wizard luôn này. Đấy. Như này chúng ta sẽ có cái combo thỏ và combo của ảo ảnh. Nó sẽ giúp tôi giữ được máu. Để như này ngon hơn con Wing đấy anh em ạ. Con Grim này nhá, nó quẹt mực nhá. Xong rồi là con súng này, con thỏ và cái con ảo ảnh nó đều có thể combo được. Chán quá lại mất tôi, không có đồ anh em ạ. Random cay như này, thôi được rồi. Ui rồi ôi, ra cái nhẫn lé ạ. Thôi rồi. Ghép luôn cái cấm đánh, mặc dù là cái cấm đánh này nó khá là khỏe đấy.
Bây giờ cái cấm đánh là cái món đồ phế nhất ở trong game luôn. Anh em biết tại sao? Có cái dây chuyền kháng phép. À, cái dây chuyền giải hiệu ứng ấy. Cái dây chuyền giải hiệu ứng ấy cấm đánh vào phát nó giải luôn, thế là thôi xong. Chả có cái tác dụng gì luôn. Cấm đánh thì rõ ràng là cấm đánh con co, xong rồi cái con co nó lại cầm cái dây chuyền kháng hiệu ứng. Đó chính là lý do làm sao mà cái meta này cấm đánh gần như là nó phế hoàn toàn luôn, chả ai lấy. Những cái người mà lấy cái cấm đánh ấy thì nó chỉ có hai trường hợp thôi. Một là họ không biết về cái meta này, họ không biết gì về cái sức mạnh của cái meta này. Đấy. Thứ hai ấy, là chính là những cái người random như tôi. Đồ nó có ra đồ gì thì ghép cái đều đồ này thôi. Ui combo đẹp này anh em, anh em thấy không? Đấy, nó có một cái combo đẹp, con súng nó vừa bắn được một cung đồ combo, sau con thỏ bắn vào bồi vào thêm. Combo rất là khỏe luôn. Cay thật sự. Rồi. Tí nữa ghép cái đồ nha anh em nhá. Cái đội hình này có thể ghép cái đồ cũng được. Thậm chí cái đồ ô ở trong cái đội hình Hunter nó còn có cái khả năng mạnh mẽ hơn là cái cầm đánh. Có ích hơn cầm đánh rất nhiều. Còn cái cầm đánh thì nó không hề có ích trong cái thời điểm hiện tại. Anh em chỉ nên ghép cái cầm đánh khi mà anh em thấy đối thủ không có cái dây chuyền giải hiệu ứng thôi. Đấy. Rồi. Cứ tích 50 tiền này anh em ạ. Bình tĩnh. Đội hình này combo đẹp thì vẫn giữ máu được. Đấy. Rồi. Đấy. Ui. Bắn đẹp không? Combo đẹp luôn này. Thấy chưa? Kể cả có thua thì cũng vẫn giữ được máu. Thua không? Chắc là không. Tôi nghĩ là không. Rồi. Hay. Ui. Tôi còn có chuỗi luôn này. Thôi, nhưng mà có chuỗi thì kệ đâu. Có chuỗi thì tôi cũng sẽ không có xả tiền lần này nữa đâu. Cái công việc bây giờ của chúng ta là phải có tiền lên 10 nhá anh em nhá. Nên nhớ là cái mốc của nó phải là mốc 10 ở round 29 là bắt buộc. Nếu mà chưa lên được 10 ở round 29 thì xác định là cầm cái bộ này là xuống hố thôi. Dễ chết thôi, chứ còn không thể nào mà top 1 được đâu. Bộ này bắt buộc là phải 29 lên 10 thì mới có khả năng top 1 được. Rồi, có cắt được chuỗi không? Trông có vẻ hơi khó ấy. Ui, không được rồi. Tôi bị cắt chuỗi lần 2 luôn này. Ui, vãi đái. Hai lần bị cái nhà này cắt chuỗi luôn ạ. Vãi cứt thật. Bao tiền luôn ạ. 72 máu. Vẫn có thể từ từ lên được 9 rồi. Yên tâm. Lên 26 là có thể lên được 9. Đấy, sau 29 là lên được 10 thôi anh em. Lên được 10 là sẽ là lên được. Nếu mà tôi cứ chơi theo kiểu này mà cái lượng máu trong những cái round tiếp theo ấy nó mất vừa vừa thôi là có thể lên được. Round 24 rồi. Đấy, round này mà thua thì mất khoảng chục máu thì còn 60 máu. Tôi cứ tính mỗi round mất chục máu nhá, thì cái round này nó sẽ là còn 60 này. Round 26 50. Đấy, round 27 là còn 40. Round 28 là còn 30. Round 29 là còn 20. Ua, 20 máu lật kèo anh em ạ. Khả năng nó sẽ là như thế đấy. Hy vọng là mỗi round mất chỉ khoảng 10 máu đổ lại thôi nha. Còn một round mà mất 20 máu thì là chúng ta sẽ toang đấy. Đây, gặp thằng này là to này. À, nhưng mà thằng này nó bỏ cái bộ kia rồi. Có ăn nổi không? Ui. Không. Có ra có Lancer rồi anh em ạ. Càng quá nhờ, 11 máu đấy. Anh em thấy tôi tính chuẩn không? Mỗi round mất là 10 máu. À. Bây giờ mới ra được Siren rồi anh em. Round 25 mới ra được Siren đầu tiên. Và cái con này nó lên 2 sao chắc là còn phải rất lâu nữa. Và tất nhiên là tôi cũng sẽ không có roll cái con này 2 sao đâu anh em. Nếu mà tôi không lên được 10 thì chắc chắn là tôi sẽ không thể roll con này được. Đấy, tôi phải form đội hình của 10 cho nó chuẩn bài đã. 60 máu nha anh em nha. Vậy là chúng ta còn khoảng 4 lần mất máu nữa. Tương đương với các cái vị trí là 26 này, 27, 28. 26, 27, 28 chỉ còn 3 lần nữa thôi. Round 29 là tôi áp cấp rồi. 3 lần mất máu nữa, mỗi lần 10. Vẫn còn 30 máu, ok. Round 25 thì nói chung là round quái thì không mất máu được rồi. Thế rồi, có 3 tia. Ủa, bố xét à?
Ok. Lấy búa xếp thôi chứ không lấy giáp thép đâu anh em. Giáp thép cái bộ này nó không chơi. Bộ này tí nữa không đứng tụm đâu anh em. Exit là nó phải đứng tỏa ra là nó mạnh. Rồi. Chỉ có Hunter mà đứng tụm để tối ưu hóa cái đẩy thôi anh em ạ. Còn cái bộ này không ghép giáp thép để đứng tụm làm gì cả. Cứ đứng xa ra một tí cho bọn địch nó không có gây sát thương tụm được. Đấy, xong những cái con đánh xa đấy nó sẽ những cái con Exit ấy nó sẽ có cái thời gian hồi sinh, nó câu kéo thời gian chạy lòng vòng xung quanh bản cờ cũng được. Đó. Nói chung là tầm này chắc chắn lên được 10 rồi anh em nhá. Bây giờ chỉ coi như là đợi một chút. Đấy, lên 10 một cái là gì? 6 Exit luôn. Thậm chí là round 27 tôi có thể lên 10. Nhưng mà với cái lượng máu này thì tôi sẽ đợi một chút. Để round 29 lên 10 cũng được anh em nhá. Cái lượng máu này nó còn nhiều mà, còn 61 máu thì nó gọi là đạt chỉ tiêu rồi. Rồi, còn thằng này cũng Exit này anh em này. Đấy, tôi chưa đủ 6 Exit đâu. Tôi 15 Exit thôi, tôi vẫn để 6 Hunter. 6 Hunter vẫn mạnh chứ. Rồi, thế thôi. 6 máu là được rồi. Đấy. Nhiều nhà chết quá nhờ, được đấy. Rồi, ghép đồ cái đã. Một cái que còn lại tôi sẽ để cái hút máu trừ giáp anh em nhé. Rồi, round 27 rồi anh em. Vẫn còn 55 máu. Quá tốt, tôi chỉ cần một cái round này và round nữa thôi. Round 27, round 28 nữa thôi là tôi lên được rồi. Hy vọng là cái round tiếp theo tôi sẽ không bị cái nhà beat nó đẩy nhiều. Bây giờ còn nhà beat với nhà 6 Warlock của tôi nghĩ là không sợ lắm đâu. Còn cái nhà Exit Witcher kia tôi gặp rồi. Đấy, hai cái nhà còn lại thì cái nhà beat thì khả năng là tôi vẫn clear được anh em ạ. Nhà beat thì tôi chơi Exit thì tôi khả năng là tôi vẫn đép được bình thường. Đây, gặp nhà beat đây. Ok. Rồi. Không mất quá nhiều máu đâu anh em ạ. Không mất quá nhiều máu đâu. Ôi cắt chuôi không? Cắt chuôi không? Ui giời không được, lập một con. Khỏe đấy. Đây rồi, xe lần đây rồi anh em ơi. Một round nữa nha anh em nhá. Round sau là lên được 10, xả hết tiền kiếm xe lần 2 sao. Thế là xong, đạt chỉ tiêu đúng đội hình form ở level 10. Full mắc binh. Xe lần lên được 2 sao nữa là mắc binh rồi. Thêm con tên Tsunami đã thay cho con Skull Hunter. Đó. Vậy là vẫn đạt chỉ tiêu, mặc dù là nói chung là cũng đang đánh chỗ thua đấy, nhưng mà chúng ta vẫn đang giữ máu và có thể lật được nha anh em nhá. Chỉ là cái bộ này nó cần phải lên được 10 thôi anh em ạ. Line up đánh ở level 10. Chính ra nó vẫn là khó hơn là cái bộ 9 Hunter. Đúng không anh em? Đấy, bởi vì chúng ta phải lên được 10 cơ mà. 9 Hunter chỉ cần chơi ở level 9 thôi, bộ này phải lên được 10. Đấy, nên là đánh giá là cái bộ này vẫn khó hơn 9 Hunter. Đấy, nhưng mà nó khó thì nó cũng sẽ có một cái thành quả, đấy chính là cái sức mạnh của đội hình nó rất mạnh. Đương nhiên là vẫn thua này. Hai thằng có chuỗi luôn ạ, không gặp nhau à? Vãi đài, thằng Witcher chắc đi rồi. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ kiếm lốt con Siren nha anh em nhá. Hết tiền luôn. Từ từ nhá. Từ từ. Đâu rồi. Đây con này lên. Súng. Có, con này mua. Súng cũng phải mua. Rồi, sẽ tiền tiếp thôi. Một con Siren nữa thôi. Rồi, ui rồi, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Rồi, chuyển đồ cho Siren nữa này. Đấy, ở đây có cả Tesu nhá. Bán con này đi. Rồi, thay con Skull Hunter, xong. Ôi rồi anh em ơi, thế là chúng ta full đội hình ở level 10. Rồi, bây giờ thì tôi không sợ thằng nào hết. Tầm này không sợ thằng nào hết anh em ơi. Cắt cái chuỗi này nó là chắc chắn luôn anh em ơi. Không có cái cửa gì mà thằng này ăn được tôi cả. Lần đầu tiên cắt chuỗi. Khả năng là sẽ cắt hai lần chuỗi đấy anh em. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Càng không? Anh em thấy căng không? Quá căng. Rồi. Ơ kìa, thằng kia bên kia cũng bị cắt chuỗi kìa. Vậy là cái thằng Warlock rất khỏe nhá. Warlock khỏe thật sự luôn đấy.
Nhưng mà Aegisith ấy, nếu mà anh em chưa biết thì nó là cái bộ counter và Warlock đấy anh em. Aegisith counter cứng, nó gọi là thiên địch với Warlock luôn. Không có cái cửa nào ăn được đâu anh em. Tí nữa sang đây rồi tôi cắt lốt cái chuỗi, thế là thôi tôi cắt hai cái chuỗi là xong. Tiền nó lại lên anh em ạ. Level 10 50 tiền nó là coming nha anh em nhá. Incoming luôn đấy. Thật với anh em là như thế luôn. Tầm này rơi vào cái tầm mà gọi là mắc binh của cái bộ này rồi. Khỏe lắm anh em ơi. Bây giờ ra cái ba tia đó là mắc binh luôn. Xem có ba tia không nào. Có dây chuyền kháng nha. Hay lắm luôn anh em ơi, có ba tia. Quá tuyệt vời. Có thêm cái dây chuyền kháng này. Trời, cực mạnh luôn. Thậm chí là bây giờ tôi đợi tôi ghép thêm cái DO cũng được nha anh em nhá. Ghép cái DO cũng được. Đấy, để mà mạnh thì có thể là sẽ ghép cái DO. Cho DO cho con Medusa. Thôi, tôi lấy đồ cho con Tsunami tạm đã nha anh em nhá. Chứ còn cái con Grim ý, thì nó cũng không có combo gì cả, hết rồi. Có mỗi combo con súng thì chắc là không có lắm. Chán nhỉ, thằng này nó bị mất chuối ở thằng kia không à, tôi hai lần cắt chuối ở đấy anh em ạ. Anh em thấy không? Úi dồi ôi, anh em nhìn cả đấm như con luôn. Lấy đâu ra cái cửa gì 10.000 đam Medu kìa anh em kìa. Khỏe chưa? Vãi đái. Bây giờ tôi để 50 tiền rồi, tôi tích rồi, tôi roll này con Medusa 3 sao thôi anh em ạ. Quá mạnh luôn ấy. Thậm chí là cái bộ này nhá, chỉ còn cần con Medusa 2 sao thôi. Đấy là nó đã mạnh lắm rồi. Những cái con khác thì chỉ cần full 1 sao, à full 2 sao thôi. Đấy, thậm chí là bây giờ tôi cũng còn có những cái con vẫn còn đang 1 sao này anh em này. Nó mạnh không? Đấy, khi mà nó lên được level 10 là nó kích hoạt cái bộ tối thượng của cái bộ này. Chấp hết tất cả thể loại Hunter luôn nha anh em nhá. 6 Hunter 6 cá, 6 Hunter kẹp linh tinh này, rồi 6 Hunter kẹp beat này, 6 Hunter kẹp 666 gì nhỉ? 6 Hunter kẹp gì nhỉ? 6 Feather à? À thì đương nhiên là thua rồi. Và 9 Hunter. Đấy, những cái bộ đấy là cứ coi cửa gì mà ăn được bộ này luôn. Bộ này nó phải nói nó quá khỏe luôn anh em, nhìn kìa, ui bay màu hết luôn kìa. Chưa kịp làm gì đã chết rồi. Ui đẩy nhiều luôn đi chứ. Mẹ ơi đẩy 21 máu ạ. À. Aegisith đấm cho Warlock 21 máu luôn. Đấy là anh em biết là cái bộ Warlock ấy nó không có một cái cửa gì nó ăn được bộ này đâu anh em ạ. Đấy còn đương nhiên là cái bộ Beat cũng thế rồi. Cả hai cái bộ đấy luôn. Gần như là trong cái khoảng thời gian khống chế của cái con Tsunami này, rồi con Siren này, rồi thậm chí là tính cả cái con ảo ảnh nữa, thì đối thủ là bay màu thôi. Đấy, trong khoảng thời gian khống chế là bay màu rồi. Anh em thấy bộ này khỏe không? Nó đã gọi là những cái yếu tố ấy, nó tạo lên một cái line up siêu late game ấy. Nó tạo lên cái đội hình này là nó mạnh lắm. Mạnh nhất luôn ấy. Tôi chưa thấy cái bộ nào mà nó mạnh hơn cái bộ này ở trong cái bộ Hunter đâu. Ngày trước thì có mấy cái bộ dạng kiểu Hunter kẹp linh tinh ấy. Hunter kẹp linh tinh xong rồi 6 Hunter kẹp beat này, rồi kẹp đỏ này, xong rồi là cuối game kiếm mấy con Sailing Assassin vào ấy. Anh em nhớ cái bộ đấy không? Trong dồn đồ cho Sailing đánh 6 Hunter thôi ấy, kẹp linh tinh. Nhưng mà cái bộ đấy bây giờ không thể ăn được bộ này đâu. Cái bộ nào thế thôi. Cứ cái thằng nào mà tung trưởng sớm ấy, cái con Siren tung trưởng sớm thì thằng này thắng. Đấy. Rồi 50 tiền roll luôn mà anh em. Căng không? Có 50 tiền để roll Siren 3 sao. Quá kinh khủng. Đấy anh em thấy không, 38 máu là bây giờ là chuẩn bị là chuỗi vàng rồi đấy. Nếu mà bọn này còn sống để mà đến lúc mà tôi chuỗi vàng đấy. Nếu mà đối thủ còn sống, còn không thôi kết thúc game đấu sớm thôi. Tôi nghĩ là round 36 kết thúc trận đấu tầm đấy, 36-37 rồi, không hơn rồi đó. Round này là chắc chắn là sẽ có thằng ra đi này. Thằng nào mà gặp tôi thì thằng ấy ra đi. Còn nếu mà hên ấy mà gặp cái bóng của tôi ấy, à tôi gặp bóng của một thằng nào đấy thì chắc là sẽ chưa. Đấy. Rồi, vậy là thằng này sẽ đi. Đi chắc chắn luôn. Thôi sao?
hú phát là đi bay màu, chắc chắn là bay màu. Giết thêm con nữa sống, giết thêm con nữa sống. Ui rồi thì đi rồi. Ơ có còn hai máu. Ơ đi đâu nhở? Tưởng được đi luôn như vậy. Thôi rồi không sao, sớm muộn thì cũng đi thôi. Ok, vậy là round sau đẩy phát hàng đi luôn à, double kill luôn à, căng nhở. Rồi round sau tôi sẽ xả hết tiền nha anh em nhé. Ở đây còn tới 4 con nữa, 5 con nữa cơ. Ây à, 5 con Medusa nữa cơ. 53 tiền này sợ không mua nổi 5 con. 5 x 4 là 20 tiền rồi. 20 tiền trong cái đấy tôi chỉ có là 53 tiền, 60 tiền thôi. Tức là có 40 tiền thì 20 lần roll chắc khả năng không ra được đâu. Khả năng lao sau hết tiền cũng không ra được con Medu này. Nhưng ba sao phải lao lửa mới được. Rồi, rồi. Chốt đồ anh em nhá. Ok. Rồi. Tsunami lên 2 sao này. Rồi, bỏ Tsu đi đã. Roll cho nó dễ. Đấy nhưng mà round sau nha anh em nhá. Round này hết giờ rồi. Cái tầm này roll không bao giờ có thể kịp được. Còn mười mấy giây thôi. Hy vọng là round này không có thằng nào chết để round sau tôi roll. Nói chung là cái con Siren ấy nó sẽ không thể lên được trong cái tầm 50 tiền đâu anh em. Tầm giá 50 tiền này thì khó lắm. Trừ khi nó ra một round ấy, nó ra cho tôi hai con. Đấy, nó hai con sau tôi roll nốt thì nó còn may ra ra. Ok. Đấy, toàn 2 sao luôn nhá. Ngộ không xe Clancer 2 sao nhưng mà cũng chả có cái cửa nào luôn anh em ơi. Cái bọn Egosit ấy nó đấm cái bọn Warlock nó mạnh lắm. Anh em nhìn kìa. Trời ơi đẩy nhiều máu luôn. May vào đây là cái bóng ấy nhá. Không mà đi luôn rồi đấy. 19 máu. Rồi có thằng đi rồi. Vậy là round này sẽ là round cuối cùng rồi anh em ạ. Sắp thép rồi. Ui lag đấy nhở. Từ ui lag thế. Cứ điên này. À từ từ cái này hơn. Cái này hơn. Phun máu trừ giáp ngon hơn. Rồi từ từ nhá. Rồi hết tiền rồi anh em. 11 giây còn bị lát nữa, không kịp rồi. Tôi đau sau ạ. Không kịp anh em ạ. Thôi rồi, thôi rồi. Đau sau, đau sau. Nhưng mà tôi nghĩ là đối thủ đi ra này rồi. Khó lắm. Anh em nhìn 1 tỷ cái khống chế vào mặt. Xong rồi bắn đến chết thì tôi. Lancer kìa, ôi ôi, round này tôi nghĩ ít nhất phải 20 máu. Đi luôn kìa, 22 máu, 24 máu luôn. Vãi cứt. Anh em thấy nó khỏe chưa? Đấy, may ở đối thủ của tôi còn chưa lên con Siren 3 sao rồi đấy. May ở đối thủ ấy nhá. Rồi, anh em thấy thế nào? Cái lineup này liệu rằng có phải là lineup mạnh nhất ở trong cái bộ Hunter không? Anh em hãy để lại dưới phần comment cho tôi nhá. Ok. Rồi, anh em thấy hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi chơi bộ 6 Hunter kết hợp với 6 cá cũng rất là ok khi mà counter được Assassin. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một trong những cái line up hàng đầu trong cái việc leo rank trong cái thời điểm hiện tại nhá anh em nhá. Cực kỳ là dễ leo rank bất lão luôn, hành lắm anh em ạ. Và cuối cùng, với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua hình thức donate cũng như là qua đăng ký hội viên ở trên kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.